bậc hàng vạn đồn năng anh về miền Tây được quê nghe tiếng ai họ sau đèn lên một anh. Xin chào tất cả các bác nhé, chào mừng toàn thể các quay trở lại kênh Đặng Tí Nào Lô ngày hôm nay. Và thứ video thì ngày hôm nay em có 3 chiếc vang cơ lái số JBL-S8 Plus của 3 khách bom hàng đây. Thì ngày hôm nay em sẽ thành ý sập sàn cho các bác 3 chiếc vang cơ lái số này. Thì như bác biết rồi, với dòng vang cơ lái số JBL-S8 Plus, đây là bản mới nhất của JBL. Cơ lái số ECHO và riêng biệt, dễ chỉnh và chống hú rất là tốt luôn. Và đây là 3 chiếc của 3 khách đây, bom hàng đây. Thì em sẽ bực mình thành ý luôn, tri ân luôn các bác với mức giá rất là rẻ nhá. Thì có vào theo video ủng hộ cho ngày, ủng hộ cho một like nhá. Anh em vào ủng hộ một like nào. Đây giới thiệu qua lại cho anh em và sẽ báo giá lại luôn nhá. Thì tất cả dòng JBL S8 Plus này vẫn còn nguyên hộp hết, vẫn bảo hành 1 năm thôi các. Và đằng sau của chiếc vang đây, con này thực sự bác tiếng quá là chất rồi, dòng JBL. Đây. Có đầy đủ cổng quang Bluetooth này. Hai đường nhạc vào này, LVR là hai dẫn chính và có đường ra súp. Đấy hai lỗ mic đằng sau rất tiện lợi. Và tất cả có để ý cho dòng vang JBL cao cấp đều được mạ đồng hết, chân mạ đồng hết nhá. Và đằng trước của chiếc vang đây, bác nhìn thấy này, rất là đẹp. Đầu tiên tôi nhỏ nhạc này, tôi nhỏ effect vang nhẹ và tôi nhỏ có mic. Đây bác thể bật ta trùng hú này, rất là tốt nhá. Và đối dòng vang này rất dễ chỉnh, chỉnh bass, chung một chép của nhạc, bass chung một chép của mic. Và lưu ý cho con này echo và reverb riêng biệt luôn, echo và riêng biệt, được các súp riêng luôn. Echo reverb con này hay như vang số luôn, dễ chỉnh hay như vang số, và cái dòng vang này em bán quá nhiều rồi. Chưa bao nào chê một điểm gì. Em về vài trăm con đây nhưng mà bị bán vài trăm con rồi nhưng mà bị bò mất 3 chiếc đây. Nên ngày hôm nay em sẽ bán sập sàn luôn 3 chiếc này cho 3 bác nhanh tay. Rồi em sẽ alo cho bác nghe tiếng mic này. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 7. Tình yêu có từ nơi đâu, đêm đêm một cuộc sống cầu. Sao trời nó qua mắt nơi, sao về. Bác nghe tiếng nghe cho gì vật nó quá mượt luôn vì nó chạy chip DSB của Mỹ đây. DSB Digital chạy chip số của Mỹ nhá. 5672 5672892 5672892. Tiếng các bác nó quá là phê các bác nhá, tiếng này nó quá là mượt luôn. Và ngày hôm nay em xin báo giá luôn 3 chiếc thôi. Hiện nay em đang bán con vang này với giá là 1.800.000, nhưng ngày hôm nay em bực mình em bán luôn 3 đồng tay. Bác nào chốt nhắn tin ngay cho em nhá, chốt vàng JBL một chiếc vang cơ lai số không mua được giá này nhá, 1.100.000 một chiếc. Chỉ 1.100.000 một chiếc vàng cơ lai số này thôi. Bác nào chốt nhắn tin ngay cho em, chốt vàng JBL. Cơ hội không có nhiều nhá, có đúng 3 chiếc thôi. Chốt vàng JBL nhắn tin cho em. 1.100.000 bao ship tặng cái giá cà lông bảo hành 1 năm. Có được nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải là cọc. Riêng Đặng Tí bán hàng không phải cọc. Nhận hàng kiểm tra thanh toán không đúng như video giả lại. Chốt vàng JBL nhắn tin cho em. 1.100.000 bác nghe không nhầm đúng nhá. Một chiếc vàng cơ lai số bản mới nhất, chạy chip số đi Digital của Mỹ. Được chưa? Echo và riêng biệt, dễ chỉnh, nghe làm sâu kẹo kéo vào gia đình, trùng hú quá tốt. Chỉ có 1.100.000 thôi. Đấy và có 3 chiếc thôi. Bác nào chốt thì nhắn tin ngay cho em, chốt vàng JBL. Cứ nhắn tin qua số điện thoại là có nhưng chưa đơn, quá rẻ, quá sốc. Ok. Anh em nào chốt nhắn tin ngay cho em nhá. Đấy em có 3 chiếc thôi. Bác nào lấy vô lòng nhắn tin qua số điện thoại em. Chốt vàng JBL là nhắn tin cho em nhá, là có nhưng chưa đơn, chốt đơn được bác. Rồi và chào các bác nhá. Bác nào nhu cầu chốt ngay cho em.